Những gì các bạn thấy ở đây không phải là một chiếc loa đơn thuần, mà đây là công sức và thành quả lao động của 46 con người Việt Nam trong suốt khoảng 5 năm trời. Và chúng ta hôm nay sẽ cùng tìm hiểu xem, theo như hãng nói, đây là chiếc loa thông minh thuần Việt đầu tiên và nó có những gì hấp dẫn. Trước hết thì phải quay lại những cái thông tin đầu tiên. Thì đây là cái loa tên là Mica, mà thực ra là nó là trợ lý ảo Mica của công ty Oli Việt Nam. Một chút về background của hãng thì hãng đã thành lập vào, như mình đã nói, là khoảng độ 5 năm, từ hồi 2016, với khoảng độ 64 nhân sự, và họ đã hoạt động phát triển R&D cho cái sản phẩm này trong vòng suốt hơn 4 năm trời, với đúng một cái mục đích là cái sản phẩm này thôi. Và có, mặc dù trải qua rất nhiều thăng trầm nhưng mà cuối cùng là trên tay mình cũng có được một cái loa của Oli. Với sản phẩm này thì thực tế hôm nay bọn mình sẽ trải nghiệm không phải chỉ cái loa mà là còn cả cái trợ lý ảo Mica nữa. Bởi vì là cái trợ lý ảo Mica nó sẽ không chỉ hoạt động với cái loa này, và các bạn có thể tải vào máy Mica ở trên máy, và nó sẽ hoạt động theo cái phương thức tương tự na ná giống với lại Google Assistant và hoặc là Siri. Nhưng mà những cái mà nó tương tác với chúng ta và những cái tính năng ở trong cái phần mềm đó thì nó sẽ khá là khác so với Google. Các bạn có thể thử tham khảo và thử tải về trải nghiệm và xem. Chứ mình thì thấy là khác. Nó sẽ có rất nhiều tính năng để cá nhân hóa cho người dùng Việt Nam hơn so với lại kiểu như Google Assistant. Chứ có một cái mình muốn góp ý là như thế này. Ở trong cái mục mà khi mà các bạn trao đổi với Mica ở trong cái app đó, các bạn đưa ra câu hỏi và Mica không trả lời được, mà các bạn đóng góp feedback. Thì ví dụ như đóng góp feedback đối với Google chẳng hạn, thì Google sẽ tưởng thưởng bằng điểm sao các bạn có thể đổi được, mua hàng được ở Google Store. Cái đấy thì nó sẽ không hiệu quả với người Việt, bởi vì là người Việt không có Google Store. Nhưng mà ở nước ngoài, ví dụ như là Singapore các thứ này kia, thì các bạn có thể đổi được. Cái đấy nó cũng là một cái hay. Ví dụ như là các bạn đánh giá giống như kiểu các bạn gọi đồ nào chẳng hạn, các bạn mua đồ Shopee, các bạn chấm sao, các bạn thả điểm, các bạn comment, thì các bạn sẽ đổi lại được cái gì đó. Nhưng mà khi mà Mica họ làm mà mới chỉ có đơn giản là hỏi không trả lời được thì feedback, thì tức là feedback một chiều mà không nhận lại được gì, thì khách hàng sẽ có xu hướng là lười feedback. Về cái vấn đề feedback ấy, thì mình nghĩ là công ty nên cải thiện hơn, là ví dụ có thể đưa ra một cái số voucher để mua cái sản phẩm này, vừa đồng thời là người dùng có thể đóng góp được cho cái database của các bạn. Còn cái thứ hai là đưa được cái con Mica này đến cộng đồng người Việt nhiều hơn. Thì đấy là một cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Để nói về một con trợ lý ảo hay là cái sản phẩm thì sau 5 năm chúng ta sẽ thu được gì, thì thực sự với cái mức giá của con này thì hơn 2 triệu đúng không, thì chúng ta không thể mong chờ là một con loa với cái công nghệ trợ lý ảo của nó mà có một cái hoàn thiện tốt được. Với mức giá 2 triệu thì đổi sang các cái hãng mà chuyên sản xuất loa như là JBL hay là LG, thì cái loa của họ khi mà mua 2 triệu về thì chúng ta sẽ được duy nhất đó là một cái loa. Đúng rồi. Và thậm chí là ví dụ như là loa LG PL5 chẳng hạn, bây giờ thì nó sẽ rẻ hơn chút. Nhưng hồi xưa nó ra khoảng độ hơn 2 triệu thì thực tế nó cũng chỉ là một cái loa đơn thuần mà thôi. Và khi mà chúng ta bỏ mức giá hơn 2 triệu ra thì chúng ta sẽ được nhiều hơn thế ở một cái loa như thế này. Tất nhiên là một cái sản phẩm nó còn rất là non trẻ, nhưng mà nó thông minh hơn một cái loa bình thường. Vậy thì bây giờ quay trở lại cái vấn đề em đang nói dở là về cái tính năng, cái độ hoàn thiện. Thì rõ ràng là với mức giá như vậy thì để cho nó còn vừa là một cái loa thông minh nữa thì nó sẽ phải cắt giảm những cái khác, và cái đó là cái hiển thị rõ nhất ở trên cái hoàn thiện. Chính xác, cái hoàn thiện thì mình không đánh giá cao. Cái phần vải bọc thì cũng không phải một loại vải cao cấp, nó chỉ là một cái vải e căng rất là bình thường thôi. Mình nghĩ là nếu mà để ở một cái vị trí cố định mà không đem đi di chuyển nhiều thì cái vải này là chấp nhận được. Và cái phần nhựa ở trên thì mình thấy nó hoàn thiện thì cũng chưa được tốt lắm, nhưng mà với cái mức giá như này và những cái tính năng mà nó đem lại thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhà tóm lại là với mức giá như vậy cho một con loa trợ lý ảo thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Và có cái mà anh cảm thấy là cái phần phần hông này thì ok hơn, còn phần mặt trên này thì cái phần nhựa bóng này thì thực ra chỉ có khi chỉ cần đổi sang phần nhựa nhám cái là đã thấy là nó có vẻ sang trọng hơn rồi. Các cái phần nút ở bên trên, cái phần mặt cao su để bấm nút, thao tác nút ở bên trên thì nó cũng ok. Và thì hiện thể nói phần mặt trên thì chúng ta sẽ có 4 cái mic ở 4 hướng khác nhau để nó bắt đa hướng. Chính vì cái con loa này có một cái lỗi thiết kế, đó là đặt cái mic ở trên nóc, nên là cái vấn đề mà giao tiếp đối với người sử dụng là khá khó khăn. Nguồn âm cao hơn loa thì nó sẽ bắt ok, nhưng mà nguồn âm mà nó ngang với loa hoặc là dưới loa thì nó rất là khó. Và cái thứ hai là cái phần xử lý về môi trường. Trong cái tờ hướng dẫn sử dụng của hãng cũng nói là cái môi trường nó chỉ cần hơi nhiều tiếng động thì cái Mica nó sẽ khó có thể bắt được cái giọng anh em hơn, nên anh em nên chú ý về cái vấn đề đấy. Có thể nói đây là một sản phẩm đầu tiên của hãng, cho nên là hãng đã làm cái hộp rất là chỉn chu. Mình dùng từ chỉn chu bởi vì là nó đầy đủ nhưng không thừa thãi. Các bạn sẽ có một cái hộp, và cái hộp này nó đã in rõ đầy đủ tên của cái loa, và cũng như là các bạn có thể nhìn thấy ngay những cái dòng mà các bạn có thể ra lệnh, ví dụ như mở nhạc này,
thời tiết hôm nay tại Hà Nội này, những nói những cái này là Mica nó sẽ xử lý, và nói chung là nó sẽ đưa lại những cái thông tin bằng cách đọc lại cho các bạn nghe. Ví dụ các bạn hỏi ví dụ giá vàng hôm nay là bao nhiêu thì Mica nó sẽ đọc theo giá vàng, theo như mình nhớ không nhầm là ở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Và ở bên trong thì hãng làm hai cái này rất là đáng yêu. Họ cho chúng ta hai cái phong bao. Cái phong bao ghi là khám phá, một cái khởi đầu, một cái khám phá. Cái khởi đầu này thì nó sẽ chia nhỏ ra như thế này. Ở bên trong hộp nó còn sẽ có một cái kẹp nữa để các bạn có thể kẹp vào góc để nó thành một cái quyển tập như này. Nhưng mà mình lười mình không kẹp vào. Thì trong những cái tờ hướng dẫn này thì họ sẽ ghi đầy đủ luôn, là ví dụ như cấu tạo bên ngoài, những cái nút này nó nghĩa là gì này, rồi thì làm thế nào để nhận dạng loa tốt này, cải thiện môi trường xung quanh này, điều chỉnh âm lượng của loa này, phương thức bảo hành này, cập nhật phần mềm hệ thống này, các thứ hiệu ứng vòng LED, các thứ các kiểu, rồi thì thông tin liên hệ các thứ này kia in hết ở đây. Thì tóm lại là cái một cái tờ khởi đầu, và nó sẽ nói nhiều hơn về mặt kỹ thuật và phần cứng của cái loa, còn cái tờ khám phá này nó sẽ nói nhiều hơn về cách sử dụng. Ví dụ như là các bạn sẽ có ví dụ như là làm nói như thế nào để nó điều chỉnh độ sáng này, ví dụ như là Mica ơi điều chỉnh độ sáng đèn ngủ thành 50%, rồi thì Mica ơi tăng giảm âm lượng đấy, thì kiểu như là Mica ơi mở đài bất kỳ này. Nói chung là tất cả những câu lệnh mà mình chưa quen thì nhà sản xuất cũng đã có in sẵn những cái mà họ đã cài đặt trước để cho con trợ lý ảo này nó được học trước. Về phần tính năng thì con Mica cũng là một cái con loa mà có những cái tính năng thông tin cơ bản như Bluetooth 5.0, và con này thì cũng có kết nối Wi-Fi như tất cả những con loa thông minh khác. Để nói sâu hơn về trải nghiệm sử dụng với cái tính năng của con này thì thực sự là tại vì em nghĩ là đây là một cái công ty non trẻ nên là cái trải nghiệm sử dụng nó chưa được hoàn hảo lắm thôi. Thực ra thì nó không hề tệ. Cái đầu tiên là phải nói là cái trải nghiệm của Mica nó sẽ khác những thằng như kiểu Google hay Siri. Thì chắc là do cái vấn đề pháp lý hay gì đó mà Google đã loại bỏ tiếng Việt, các bạn không thể sử dụng tiếng Việt được với Google Home. Thế đâm ra là một cái lợi thế cho những cái sản phẩm thuần Việt như Mica. Còn cái nữa mà mình muốn nói tới là khi mà các bạn dùng thì rõ ràng chúng ta sẽ dần dần có cái cảm tính hơn đối với những cái sản phẩm nó mang tính gần gũi. Ví dụ như là khi mà gọi con trợ lý ảo, thay vì nó ở hớ với nó thế này thế kia thì nó sẽ dạ vâng, gọi dạ bảo vâng như một con người Việt Nam bình thường chẳng hạn. Tức là nó sẽ hướng tới những cái gì đấy mà nó sẽ đem lại cái trải nghiệm nó mang tính Việt Nam nhất có thể. Những cái mà người Việt Nam quan tâm, ví dụ như hỏi nó hôm nay âm lịch là bao nhiêu. Đấy, mặc dù chưa thông minh lắm, ví dụ như mình hỏi là bao giờ thì đến ngày rằm chẳng hạn thì cũng chưa biết, là nó chưa đếm được là ngày rằm sắp tới là ngày bao nhiêu. Chưa. Thì cái đấy thì nó phải học từ từ, mang tính là máy học cũng phải học từ từ. Nhưng mà trước mắt là ví dụ như hỏi hôm nay là ngày âm là bao nhiêu là cũng đọc được. Rồi thì những cái mà ví dụ như người Việt Nam quan tâm thì nó sẽ đẩy lên. Về Mica hay là Oli thì sẽ ưu tiên hơn với những sản phẩm smart home thuần Việt. Ví dụ như là cái sản phẩm này thì sẽ support đối với nhạc thì stream nhạc trên nhạc của tôi, đúng không? Đúng rồi. Nhạc của tôi và gần như là nhạc bản quyền của nhạc của tôi. Và thứ hai đó là các hệ thống điện của Điện Quang hay là của gì nhỉ? Cái hãng gì em quên rồi. Tuya. Nó sẽ đẩy lên cái văn hóa gọi là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, đúng không? Tốt hơn. Thay vì bây giờ chúng ta sử dụng cái xu thế smart home bây giờ là sử dụng cái hệ thống Google Home, xong là dùng xài đồ của Xiaomi, xài đồ của Philips, thì bây giờ chúng ta xài đồ của Điện Quang, chúng ta xài đồ của Tuya, rồi thì khi mà chúng ta tìm kiếm, chúng ta không tìm kiếm của Google mà chúng ta sẽ tìm kiếm của Cốc, bởi vì Cốc thì nó sẽ có một cái lợi thế là nó sẽ ưu tiên đưa các sản phẩm mà được quảng cáo tại thị trường Việt Nam, thì nó sẽ target vào những cái sản phẩm ở Việt Nam tốt hơn so với những cái sản phẩm mà kiểu target của Google. Google thì làm thông tin tốt, nhưng mà ví dụ target những cái sản phẩm ở Việt Nam thì Cốc sẽ ok hơn. Như mình search thì Mica thì lại kết hợp với lại Google Cốc, cho nên là khi search thì sẽ search ra thông tin của Cốc. Nhưng mà ví dụ như là những em mà nói là hỏi thông tin, ví dụ như em nói Hồ Chí Minh chẳng hạn, Mica ơi Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì Mica sẽ search thông tin về Bác Hồ thông qua Wikipedia, search trực tiếp qua Wikipedia luôn. Tóm lại nôm na là sử dụng Mica là sẽ sử dụng ưu tiên cả một cái hệ sinh thái của người Việt, chứ không phải là chỉ có là của nước ngoài. Và đối với em thấy thì con này nó sẽ phù hợp đối với đại đa số người Việt, ví dụ người già thì cũng dùng được. Đối tượng bố mẹ hay là ông bà thì sử dụng mấy cái Điện Quang các thứ nó ok hơn là dùng với Xiaomi hay Philips. Rõ ràng cái tiếng Việt thì nó sẽ có cái ưu điểm lớn của mình. Và cái đấy thì anh thấy là nó là một cái rất là hay. Rất là hay luôn, bởi vì bây giờ mình cứ phải bị phụ thuộc vào sản phẩm của Trung Quốc quá nhiều. Giờ rõ ràng ví dụ như Điện Quang chẳng hạn, thế tại sao mình lại không dùng? Sắp tới thì trong năm nay thì Mica sẽ đồng bộ thêm nhiều thứ hơn. Mình nghĩ là cái đầu tiên là cái cải thiện về cái lịch âm. Thì bây giờ đã tra được lịch âm rồi. Ví dụ như là anh muốn hỏi là sắp tới là bao giờ thì đến rằm chẳng hạn, bao giờ thì đến ngày này, bao giờ đến ngày kia chẳng hạn, thì cái nó sẽ thông minh hơn. Chính xác, có lịch âm mà không hỏi được ngày rằm bao nhiêu, đúng không? Đúng rồi. Và anh nghĩ là có mấy cái như kiểu là thay vì cũng chỉ báo giá vàng thì bây giờ kể cả đổi tiền, đổi tiếc các thứ thì nó đa dạng các nước hơn nữa. Mica ơi. Dạ. Hôm nay ngày bao nhiêu?
Dạ, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2021. Mai Ca ơi. Dạ. Tết Trung Thu là ngày bao nhiêu? Tết Trung Thu theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 hàng năm, còn được gọi là Tết Trông Trăng hay Tết Hoa Đăng. Trẻ em rất mong đợi ngày này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, tò he và được ăn bánh nướng, bánh dẻo. Vào ngày này, người ta tổ chức bày cỗ trông trăng. Phát nhạc bất kỳ. Mai Ca ơi. Vâng. Dừng nhạc. Dạ, nhạc đã được tắt. Mai Ca ơi. Em nghe. Ngày âm lịch hôm nay là ngày bao nhiêu? Theo lịch âm, hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2021. Với tất cả những cái app, những cái ứng dụng rất là thông minh, nó rất là tốn công sức rồi. Nhưng mà cuối cùng là vẫn phải xét đây là một con loa. Về một con loa thì không thể không nói về một cái chất âm được. Thì cái chất âm của con này em có thời gian trải nghiệm không lâu, nhưng mà thực sự là con này nó có một cái giọng mid nó hơi mỏng. Đấy là một cái first impression đầu tiên của mình về con loa này. Và với một con loa về kiểu dạng thấy bảo là loa Mica này đang sử dụng driver của Dayton Audio. Dayton, một hãng loa, nếu anh em có để ý về loa thì hãng này cũng khá lớn và cung cấp những cái linh kiện về màng loa hay là mạch amply. Hơn nữa thì cái mà anh nghe tiếp theo thì anh thấy là cái con loa này, cái giải trầm nó hơi bị ngộ. nó tức là như thế nào nhỉ? Nếu mà bảo là không có giải, không có bass thì không đúng. Các bạn cảm tưởng như là một cái giải bass mà mình muốn nghe thì các bạn nghe cái lực ở trong giọng nói của mình và các bạn nghe cái lực của giải bass ấy trong giọng nói của Hải. Nghĩa là cái này thì em hay gọi là cái phần kéo đuôi ở giải bass. Nghĩa là một cái độ rèn ấy. Crumble đằng sau hả? Một chút cái đuôi đằng sau, thực ra nó kéo đuôi là một chuyện nữa và anh cảm giác nó cần cái lực nó đánh nó còn phải nặng hơn một tí nữa. Em nghĩ với một mẫu loa cắm điện thuần như là con Mica này thì cứ thoải mái mà bung chứ, đúng không? Không nhất thiết là phải để một những cái màng loa hơi nhỏ như thế này. Không, nhưng mà anh nghĩ là cái mạch ấy nó còn giải quyết cái vấn đề đó là cung cấp cho cái con AI, con CPU con xử lý ở bên trong nữa. Chúng ta còn mic, chúng ta còn xử lý voice thông minh các thứ này kia nữa thì rồi còn cả mạch kết nối với mạng wifi các thứ này kia nữa thì nó cũng còn nhiều vấn đề chứ không phải là chỉ để mỗi cái loa được. Theo như mình thì con loa này nghe tất cả các thể loại, nó là nghe tạp. Bởi vì tất cả các thể loại của nó đều nằm một cái mức theo như mình nói là nằm ở mức khá xem nhau. Tức là nếu như các bạn bỏ qua về cái mức giá đi cho vào một con loa thông minh đi mà chỉ còn lại cái mức giá nó sẽ vừa hợp lý hơn. Nếu như với một con loa thì chúng ta sẽ có một cái giải mid không quá xuất sắc, mỏng nhưng mà cái chi tiết nó vẫn có, cái độ trong trẻo nó vẫn có. Giải trầm nó không quá lực, không quá căng nhưng mà nó vẫn có và nó vẫn xuống được sâu chứ không phải là nó là một cái giải trầm hời hợt. Và cái giải treble nó thực ra cái giải treble nó khá là sáng và nó cho một không gian tốt. Dẫu sao đây cũng là một con loa 360 thì không gian hiển nhiên nó tốt rồi. Nhưng mà cái giải treble nó vẫn có và nó vẫn có những cái điểm sáng nhất định chứ nó không bị tối hù và nó không bị tụt, nó không bị cụt khó chịu. Thì tất cả những cái đó nó đưa lại một cái chất âm mà theo anh nói là nằm ở một mức khá. Thì vừa rồi là bọn mình nói rất là nhiều, bởi vì sao? Bởi vì đây cũng là một, không phải chỉ đánh giá một cái loa mà bọn mình đang đánh giá cả một cái hệ sinh thái mới, một cái loa, một cái con trợ lý ảo và một thương hiệu mới, một quá trình. Thì đấy là lý do vì sao mà có lẽ cái video này nó sẽ dài như vậy và hy vọng là các bạn không ngủ gật giữa chừng. Anh em nào bây giờ mà còn đang ôm bỏng ngô và nghe bọn mình làm nhảm thì đừng quên là like cũng như subscribe cho channel của Nam Anh Studio. Còn video này là hết rồi, các bạn có thể tham khảo chiếc loa Mica này, thông tin mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả. Nếu em có rảnh thì tải cái app Mica và support cho những brand Việt như này nhá. Okay.